Ủa Thư. Dạ anh hai. Em được nghỉ về nhà chơi, tại sao không kêu hai lên đón? Thưa cha, cha mới về. Con có chuyện này muốn thưa với cha. Có chuyện gì? Cha mới về nhà mà con đã thưa với gửi vậy hả? Cha, cha có biết là má con đang bệnh nặng không? Mà sao mấy ngày hôm nay cha bỏ đi mà không ngó ngàng gì hết vậy cha? Má con bệnh à? Sao cha không nghe bà nói tiếng nào hết vậy? Má sống ở bên cạnh cha, mỗi ngày cha ở bên cạnh mấy chục năm nay rồi mà cha không hiểu tánh nết của má gì hết hả? Nếu như cha thật sự quan tâm tới má thì cha phải biết má bệnh, rồi cha phải kêu thầy chữa cho má chứ. Con gái lớn rồi mà nói chuyện với cha như vậy hay sao? Bà bệnh, bà không nói thì làm sao cha biết mà kêu đốc tờ? Rồi bây giờ bà làm sao? Em bình tĩnh ngồi xuống đi. Ở dưới cái cùng người ta làm loạn, tranh chấp đất đai, nên cha phải đi gấp. Chứ cha đâu có muốn bỏ má một mình đâu em. Má là má ruột của em, không phải là má ruột của anh. Cho nên anh không cần biết má sống chết như thế nào, đúng không? Ai cho mày hỗn láo như vậy hả? Cha, cha có biết là má con đang bị tâm bệnh hay không hả cha? Cha bây giờ không có để ý tới má con phải không cha? Con biết mà. Bây giờ cha không cần má, không cần con nữa. Cha có anh hai rồi, cha có con trai rồi. Vậy thì cha ôm con trai mà sống đi, cha không cần con gái này nữa. Con sẽ lo cho má, con với má sẽ đi ra khỏi căn nhà này. Thư à, Thư. Dạ thôi, cha đừng có giận em. Chắc tại em lo cho má quá cho nên mới giận lây hai cho con mình. Cũng tại con đột ngột trở về cho nên má và em mới chưa có chấp nhận được. Con nghĩ để con ra ngoài nha cha, để cho gia đình mình êm ấm, hòa thuận trở lại từ đầu. Con đừng nói quấy, cha không cho con đi đâu hết. Từ trước á, cha tưởng con đã chết rồi, bởi vậy cha bắt đầu chấp nhận số mình không có con trai, đặng giao hết sản nghiệp với cúng dỗ khi qua đời. Cha cũng buồn rầu đến nỗi sanh bệnh, mà má con họ đâu có hay. Giờ kiếm được con rồi, cha mới thấy sức khỏe cha khá hơn đó chứ. Hai má con họ đờn bà ưa nghĩ lông bông, chứ có con thì sau này con cầm Thư cũng được nhờ chứ sao. Rồi từ từ cha sẽ chuyển giao hết gia tài nhà cửa lại cho con quản lý. Thưa cha, đừng có tính chuyện giao việc nhà cho con. Cha làm vậy má sẽ hận con, rồi em đó sẽ giận con nữa. Với lại con về đây để nhận cha là con muốn được ở gần cha, là ước mơ từ đó tới giờ của con. Chứ con đâu có ham chi sản nghiệp của cha đâu. Con cũng sợ người ta nghĩ con là ham của ham tài, chứ không có yêu thương gì gia đình này. Nhưng thật lòng con không phải như vậy. Thôi mặc kệ người ta, ai nói gì cũng mặc kệ đi con à. Anh hai. À, giận nghe thì cũng đừng nên giận bản thân mình nghe chưa, có hại cho sức khỏe lắm. Em cảm ơn anh hai. Anh hai à, hồi nãy chỉ tại em giận, rồi em cũng lo cho má nữa, thành ra em nói chuyện lớn tiếng rồi không suy nghĩ. Có gì anh hai bỏ qua cho em nha. Đâu có được. Không được, đâu phải một lời xin lỗi là xong. Thôi mà anh hai tha lỗi cho em đi. Mình làm lỗi là phải bị trừng phạt, có biết không? Dạ. Biết bị phạt gì không? Ăn hết tô cháo này cho anh, để cho có sức khỏe lại. Dạ. À, thôi sẵn đây anh đưa cho em luôn, em coi đi. Ủa anh hai, đây là cái gì vậy anh? Em cứ coi đi. Giấy từ chối
chấp nhận tài sản. Anh hai, giấy này là sao vậy? Anh làm tờ giấy chứng nhận từ chối tài sản từ cha cho anh. Thật sự anh cũng đã có sự nghiệp của mình trước khi về ngôi nhà này. Với lại từ xưa tới giờ anh cũng quen việc sống một mình và tự chăm sóc cho mình. Anh đâu cảm thấy buồn hay là cô đơn. Em biết không, lúc anh có nhiều tiền anh lại cảm thấy cô độc. Ngẫm lại tiền bạc cũng chỉ là phù du thôi. Được sống và được mọi người yêu mến, đó mới là điều đáng trân trọng nhất. Nếu như em và má còn nghi ngại anh, em và má hãy giữ cái tờ này để chứng tỏ lòng thành của anh được không? Anh hai, em xin lỗi. Khờ quá. Anh hai có bao giờ giận em đâu. Em xin lỗi. Anh hai rất là thương em. Em có biết hay không? Má, má coi nè. So với các loại vải trong tiệm mà cha với anh hai nhập từ Anh Quốc về á, thì loại này đâu có thua gì đâu, phải không má? Nè, con sợ đi. Cảm giác rất là mát mẻ, mịn và mềm nữa. Con nghe nói đây là loại vải lanh đó má. Con nghĩ là loại vải này khi mà giặt vô nước thì sẽ càng mềm hơn đó má. Đúng là con nhà nội. Dạ thưa má. Anh nói anh biết hai. Thì cha mới cho anh hai nhập loại vải này đó. Tại vì giá của vải lanh cao hơn gấm của Thượng Hải. Không chỉ vì khó gia công, mà còn vì bản thân của cây lanh rất là khó trồng. Hơn nữa, chỉ của lanh không đàn hồi, rất là khó để dệt mà không gây đứt chỉ. Giá của vải lanh cũng rất là cao, cao gấp mấy lần so với giá của bông vải. Cha thấy loại này độ đàn hồi kém, không co giãn dễ có nếp nhăn. Đâu ai muốn đồ mình mặc hay bị nhăn đâu con. Con thấy thì ngược lại đó. Nếu như loại vải này mà may âu phục cho các quý ông bảnh bao, lúc đó thì mặc âu phục chắc chắn phải ủi mà. Như vậy thì không sợ phải không cha? Lúc đầu con định nhập thử, vì lúc đó tàu Pháp ghé ngang chỉ mang theo một ít hàng. Họ quảng cáo là vải này rất tốt, rất tốt cho khí hậu nóng ẩm. Nếu như chúng ta bán không được thì giữ cho người nhà mình may cũng được. Em Thư nói rất đúng. Thay vì mình phục vụ vải dốc cho quý bà, thì lần này mình thử phục vụ cho quý ông đi cha. Biết đâu đây là một sự đột phá trên thị trường đó cha. Được đó. Có hai đứa hợp sức với nhau thì cha khỏi lo điều chi hết. Nhưng cha muốn hai đứa bắt tay nhau hợp tác làm chuyện này ra đông ra tây. Nếu đứa nào làm thành công, cha sẽ thưởng lớn cho đứa đó. Nếu như vậy thì cha nói trước giải thưởng cho con biết đi. Con sẽ cố gắng thi đấu với anh hai. Con nhỏ này thiệt là khôn. Bí mật cơ không dễ gì bật mí đâu con à. Cứ làm tốt, ắt sẽ có phần thưởng xứng đáng. Cha này, giờ còn có cha, hai đứa cứ từ từ mà học. Sau này cha ra người thiên cổ, cơ nghiệp này cũng sẽ thuộc về hai con chứ ai nữa. Cha, cha, con không thích cha giỡn như vậy đâu. Cha đừng có nói như vậy mà. Dạ thưa ông, có người xin gặp ông. Nó là anh hai của ông. Hả? Anh hai của cha tôi? Dạ. Không lẽ lại là cái người năm xưa? Cứ cho ông ta vô đây. Dạ thưa ông. Thời trẻ tôi cũng có người anh cùng cha khác mẹ. Chuyện này hẳn bà vẫn chưa quên phải không má con Thư? Nhưng không lẽ nào... Thằng ba, đúng là thằng ba em của tôi đây rồi. Thằng ba, ba, trời ơi, em của tôi nó chưa chết. Em chưa chết hả? Em vẫn còn sống hả ba?
Là em đi, là em đi. Em của tôi, trời ơi. Tôi nói thiệt chú Quang à, lâu lắm rồi tôi mới ăn lại. Tôi được ăn một bữa ăn, nó đủ các món ăn hết. Ủa mà sao trong nhà ông ai ăn, anh nhìn tôi hoài vậy? Rồi ăn đi, ăn tự nhiên đi. Anh hai ăn đi, anh hai đừng có ngại gì hết mà. Con, dạ. Con xuống lấy đồ ăn dưới bếp lên cho bác hai đi. Dạ dạ, dạ cha để con. Anh ăn tự nhiên nha. Ủa, đồ ăn còn nữa hả? Còn chứ. Rồi rồi. Tôi nói chú ba nghe nghe. Ừ. Kể từ khi mà chú mất tích ra, tôi với lại thím ba con Lệ tức tốc đi tìm chú, mà tìm hoài không có thấy, tưởng chú chết thiệt rồi. Cho nên cả nhà mới làm cái mộ, bỏ bộ đồ của chú xuống dưới để làm tưởng niệm. Rồi sau đó thím ba cô Lệ cũng bỏ nhà đi mất tiêu luôn. Tôi mệt rồi, tôi không muốn ăn nữa. Tôi xin phép vô nghỉ ngơi đi. Để con đưa má về phòng. Ủa không ăn nữa đi, hồi nãy giờ có ăn gì đâu. Không ăn hết hả? Thôi tôi ăn mình rồi, không sao. Anh hai, rồi sao anh tìm được tới đây vậy? Nói chú ba nghe. Trời thương, ơn lắm. Tôi làm ở trong cái trường học á, tôi quét á, tôi thấy cầm thư nè, tôi thấy cái miệng với đôi mắt sợ giống chú quá, tôi mới lại tôi hỏi thăm. Trời ơi, tôi tới tôi hỏi thăm mà nó mới kể ra. Tôi biết nó đúng là cháu gái ruột của tôi, là con của chú. Tôi nói chú nghe, nhà mình có hai anh em mà. Nhớ lời cha dạy, hai anh em mình phải nương tựa nhau mà sống. Bây giờ tìm được chú ba rồi, ở dưới chính suối chắc cha cũng yên tâm. Phải nghe lời cha chỉ dạy hai anh em mình nghe. Phận người mà không có quê hương bản quán, không bà con thân thích như tôi cũng buồn lắm. Nói nào ngay, hồi đó sau khi thoát chết trên biển, tôi cũng dành dụm ít tiền tính về quê. Nhưng lúc đó gia đình mình người thì đi, nhà thì trống, hỏi han không ai hay, nên tôi buồn quá, rời bỏ quê hương về Bạc Liêu gây dựng lại sự nghiệp. Bây giờ thấy chú còn sống tôi mừng lắm. Bây giờ tôi có chết đó, tôi cũng an lòng với chú ba. Hồi xưa cha khen chú là chú giỏi làm ăn buôn bán. Bây giờ thấy nhà cao cửa rộng như vậy, tôi mừng cho chú lắm. Còn tôi, anh hai, giờ nhìn lại tôi, tôi là kẻ thua cuộc, thua đời, thua người, thua chính bản thân mình luôn. Ngày xưa tôi nghĩ tôi là con của bà lớn, tôi chèn ép chú. Bây giờ tôi nghĩ lại tôi thấy tôi tội lỗi quá. Chú tha lỗi cho tôi nghe. Bây giờ già rồi mới thấy tình anh em của mình thật là thân thiết với nhau, phải biết nương tựa nhau. Chú ba tha thứ cho tôi nghe chú ba. Nói thật cho chú ba, tôi mừng lắm, tôi yên tâm lắm rồi. Thôi giờ tôi ra tôi bắt chuyến xe đò cuối, tôi về lại Sài Gòn. Có gì bữa nào rảnh tôi xuống tôi chơi, tôi thăm chú ba với lại mấy cháu. Khoan đã anh hai à, giờ anh hai ở đâu? Tôi ở trong trại tế bần của chính phủ á. Chỗ đó nó cho tôi chỗ ngủ mỗi đêm chứ tôi đâu có tiền đâu mà mướn nhà trọ ở. Thôi tôi đi nghe. Khoan đã anh hai. Anh ngồi xuống đã. Ngồi đi anh hai. Anh nghe em nói nè. Bây giờ em cũng có của ăn của để rồi, nuôi thêm một miệng ăn có là gì đâu. Anh hai ở lại với em cho vui nhà vui cửa nha anh hai. Anh hai ở lại với em đi mà. Chú nói vậy thì tôi cảm động lắm, tôi cảm ơn chú ba nghe. Trời ơi, cảm ơn chú ba nhiều lắm. Bác hai. Kể từ nay trở đi đây là phòng của bác hai. Dạ bác hai coi đi.
Có thiếu gì á, con sẽ nhờ mấy đứa mua giùm thêm. Trời ơi, thôi được rồi con ơi, trời ơi, bác hai mà được cái phòng này á là bác hai sung sướng cả cuộc đời rồi, không cần gì nữa đâu con. Giờ bác hai hỏi cái vụ mà má của con á bây giờ sao? Mà má con sanh con ở đâu mà giờ tới giờ cha con thất lạc rồi mới gặp nhau? Dạ, dạ má con sinh con ra, sau này má con bệnh rồi qua đời, con lang thang khắp nơi, rồi nghe tin cha con tìm người nên con mới tìm tới đây. Bác nhớ má con tánh tình lanh lẹ, nói chuyện rộn rãn vui lắm. Người tánh tình tốt mà ông trời ông kêu đi sớm, thiệt tội quá. Chắc là tại má của con vắng số, nhưng mà dù gì má cũng được an ủi vì con đã tìm được cha của con. Má con biết được tin này thì ở suối vàng má cũng vui. Bác hai hả? Ở nhà mình bây giờ còn có ai dưới quê không? Không còn ai đâu con. Người thì chết bệnh, kẻ thì bỏ xứ ra đi biệt tích. Cũng may là còn bác hai với lại cha con là hai anh em ruột. Gặp lại bác hai, cha của con mừng lắm đó. Vậy từ nay bác hai và cha của con tha hồ mà tâm sự chuyện cũ nghe. Càng già càng nếm trải cuộc đời lên xuống thì càng hoài niệm về quá khứ nhiều hơn. Hoài niệm là để trân quý những gì mình đã có. Bác hai nói đúng lắm. Con xin cảm ơn bác hai. Ơi mà thôi, bác già rồi cho nên bác nói chuyện vậy đó, con đừng để trong lòng nghe không. Ơn nghĩa gì với bác làm chi. Dạ thôi. Dạ bác hai nghỉ ngơi đi. Từ bây giờ trở đi bác hai cứ tự nhiên ở trong ngôi nhà này. Bác cháu mình sẽ có nhiều thời gian tâm sự nhiều hơn nữa. Được rồi. Dạ bây giờ con đi ra ngoài chút ha. Con đi đi. Dạ bác hai cứ tự nhiên nha. Để bác hai tự nhiên. Dạ. Lúc nói về má nó là người lanh lẹ, tính tình trổn rỗn mà nó không nói gì. Không lẽ hồi đó nó nhỏ quá, nó không nhớ gì hết hả? Mà đã là con cái, tánh tình má mình sao mình phải rành chứ. Con Lệ vốn tính tình điềm đạm yếu đuối. Con ruột hay không còn chưa chắc à. Ý, anh hai. Dạ. Mấy cái chuyện này để cho mấy đứa nhỏ nó làm, anh đừng có đụng tay vô. Sao còn sớm anh không ngủ thêm chút nữa đi? Tới giờ gà gái là tôi thức già rồi, quen mắt rồi. Ủa? Dạ bác hai. Chú ba với cháu. Dạ, đi đâu sớm vậy? Dạ cũng nó đó, nó cứ bắt tôi đi tập thể dục rèn luyện sức khỏe. Cho đỡ bệnh tật đó mà. Phiền phức lắm. Không, cháu nó nói vậy cũng đúng đó chú ba. Dạ. Trời ơi, già rồi cho nên mình mẩy mình nó đau nhức dữ lắm chú ba. Như tôi nè, trời ơi, đụng vô chỗ nào nó cũng nhức hết trơn hết trọi. Nhiều khi tôi nói chú ba nghe nha, trời mà trái gió trở trời một cái ha, trời ơi tôi nhức toàn thân hết trơn á. Cũng đúng đó anh hai, xương cốt thì cũng đỡ đau nhức mà bệnh lặt vặt cũng không bị nữa. Ơ nè anh hai hả, đừng có làm cái chuyện đó nữa. Dạ phải rồi đó bác hai. Nhà đừng có mình làm có nữa. Người ở anh cứ để cho tụi nó làm, sao anh cứ làm mấy chuyện đó làm chi vậy? Không có, trời ơi chú ba, chú cho tôi ở đây rồi á thì phải cho tôi làm gì đó để giãn tay giãn chân chứ, tôi ngồi không á tôi chịu không nổi. Mà chú yên tâm đi, tôi làm ở đợi cho người ta quen rồi, tôi không làm bể đồ của chú đâu, chú đừng lo. Anh hai, làm sao tôi để cho anh đi làm chuyện dọn dẹp nhà cửa được, rồi người ngoài nhìn vô thấy vậy nói tôi ăn ở bạc bẽo, coi anh trai như người ở thì sao? Lát nữa tôi dẫn anh đi coi ruộng rồi quản lý công việc thu lúa tá điền cho tôi. Chú ba giờ cho tôi làm việc gì tôi làm việc đó chứ tôi đâu biết gì đâu. Dạ. Ủa? Dạ má. Con. Thưa cha. Dạ mới thưa sáng bác hai. Sớm còn đi đâu anh vậy? Má quên rồi hả? Cha đã giao chuyện giải của anh Quốc cho hai anh em con làm rồi mà. Bây giờ con gái của má phải đi săn phần thưởng. Phần thưởng hay không phần thưởng cái gì chứ, lo mà học việc cho thiệt tốt để sau này đỡ đần cho cha con kìa.
má ủng hộ con. Trên nhật trình bây giờ má đọc má thấy người ta đã ủng hộ phụ nữ cần phải có tham vọng, có ước mơ, ráng làm cho giỏi đi. Cha con á sẽ giao công ăn việc làm cho con. Má cũng mong chờ tới ngày cha con về giường sớm để dẫn má đi giảng cảnh đây đó rồi thăm thú bạn bè nữa. Dạ con biết rồi thưa má. Mà mình thưa nè cha. Mình nghe tôi nói có đúng không? Mình hứa dẫn tôi đi chơi mà mình bận nhiều công việc, không có thời gian rảnh để mà thực hiện lời hứa với tôi. Nếu Cầm Thư nó làm giỏi thì mình cũng nên sang việc bớt cho con nó làm, thấy không? Nè, con trai con gái gì cũng là con. Tôi rất công bằng, đứa nào làm giỏi cha sẽ giao việc cho, không nề hà chi hết. Dạ thôi con xin phép cha má, tôi bắt hai con đi. Đi con. Cầm Thư à, anh có chuyện muốn nhờ em. Anh mua sách về giải dệt nhưng mà nó toàn là tiếng Anh. Anh thấy em học trường Tây, chắc là giỏi tiếng Tây hơn anh. Anh muốn nhờ em giúp cho anh làm sao mà để đọc được hết cuốn sách đó, có được không? Được không? Em thật ra em học tiếng Pháp là chủ yếu, còn cuốn sách đó em cũng không biết rành lắm, hay là anh hai nhờ? Vậy thì càng tốt, cả hai anh em mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau học hỏi. Thôi em đi công chuyện rồi về sớm nghe. Dạ thôi được rồi. Dạ con xin phép đi. Bộ nhà mình có kiến hả con? Dạ. Kiến ở đâu má? Vậy chứ sao mơ giờ má cứ thấy con nhấp nha nhấp nhổm vậy? Hôm nay con mời bạn qua nhà chơi. Là Thư, cô gái hôm bữa má gặp trong quán đó. Cô gái đó hả? Mặt mày thì xinh đẹp, tính tình cũng tốt nữa. Hôm bữa đó má lên hát, không biết nhà cổ có coi thường mình không con? Theo con thấy thì không. Tính Thư thì chắc chắn là không rồi. Mà má của cổ thì không có vẻ gì là cây nghiệt coi thường đầu hát đâu má. Vậy thì tốt. Má chỉ sợ làm con mắc cỡ thôi à. Má đừng có nghĩ nhiều. Nhiều khi mình mặc cảm rồi mình nghĩ ai cũng khi dễ mình. Chứ thiệt ra đâu có ai nói về mình đâu. Nè, bữa nay má hỏi thiệt, con thương cô Cầm Thư đó đúng không? Thương thì có thương, nhưng mà con chỉ sợ nhà mình trèo cao quá thôi má. Thấy hai má con họ, má cũng hiểu. Hoàn cảnh nhà mình như vậy cũng đâu có dám giới tới mâm vàng chén ngọc nhà người ta đâu con. Nhưng biết đâu nhà người ta không có so đo vật chất thì sao? Con trai à, trước khi má nhắm mắt xuôi tay, má chỉ mong được nhìn thấy con thành gia lập thất với người con thương. Con phải cố gắng để mà thể hiện bản thân mình, bởi vì tìm được người mình thương là rất khó. Con phải biết trân trọng và giữ gìn, chứ đừng có như má đã có trong tay rồi mà còn đánh mất. Má tin Cầm Thư là một cô gái tốt, cổ không có nghĩ nhiều về chuyện sang hèn đâu con. Má nghĩ vậy thiệt sao má? Nhưng người như cổ chắc là có nhiều người theo đuổi lắm, con phải ráng mà giữ lấy nghe không? Con cảm ơn má nhiều lắm. Nhờ nghe má nói mà con có thêm động lực và càng quyết tâm làm nhiều hơn để xứng đáng với Cầm Thư hơn. Cầm Thư. Ủa, em vô đây.
Dạ con chào dì. Em tới hồi nào sao không vô trong? À, em mới tới à. Mà anh nhắn em qua đây có chuyện chi không? Ừ. Thôi ơi, vô chào má cái rồi mình đi nha. Ừ. Dạ con chào dì. Ờ chào con. Em ngồi đi. Con ngồi đi. Cha, dì thêu đẹp quá dì. Kỹ thuật này cũng lạ nữa. Ừ. Con chưa thấy bao giờ. Con cũng am hiểu về nghề thêu nữa hả? Dạ thưa dì, từ nhỏ má con đã dạy con nghề thêu rồi. Ừ. Nhưng mà thêu hay như thế này thì con chưa có biết. Ngày xưa đi theo đàn hát, có người bạn chỉ cho dì cách thêu này nè. Dì bây giờ chỉ có hai cái nghề để tự nuôi sống bản thân mình thôi. Một là ca hát, hai là thêu thùa như vậy nè. Con coi đây nè, bản này gọi là thêu trùm. Con nhìn ha, chỗ này gọi là đâm xô giác. Đây là đâm xô ngang. Chỗ này đâm xô dọc. Còn chỗ này là đâm xô tỏa nè. Đẹp quá dì ơi. Ừ. Nếu con thích thì dì sẽ dạy cho con. Dì, dì chịu dạy cho con thiệt hả? Ừ. À, nhưng mà con không muốn học lắm nghề của dì. Đương nhiên, đã truyền nghề thì phải nghiêm túc mà học, chứ không phải là học ba bữa rồi bỏ. Nè, nếu con thật sự yêu thích nghề thiêu thì dì sẽ chỉ dạy cho. Con mừng quá. Dì, con cảm ơn dì nhiều lắm. Thật sự là con biết là nghề thêu gia truyền. Ừ. Không được tự tiện truyền cho ai khác. Ừ. Đâu. Dì đem nghề đó truyền lại cho con, con sẽ về kể cho má con. Chắc là má con mừng lắm đây. Không cần nói với ai hết. Mỗi ngày con cứ qua đây, dì dạy cho con vài mũi thôi, rồi tự mình sẽ hiểu kỹ thuật, rồi sau đó tự mình phải luyện tập, rồi tự mình tìm ra cái phong cách với lại cái nét riêng của mình nữa. Như vậy mới đúng là chân chính thành tài. Dạ, con cảm ơn dì. Nè, sao, hai đứa muốn đi chơi phải không? Thôi, hai đứa cứ đi chơi đi. Rồi ngày mai, con cứ qua đây, rồi dì dạy cho con. Dạ. Con đi nha má. Ừ. Dạ thưa dì, con đi. Đi đi con. Đi. Sao nhiều đồ ăn quá nhở? Anh thấy không khí ở đây yên tĩnh thoáng mát, cho nên anh hẹn em tới đây. Chứ bây giờ mình vô mấy cái nhà hàng Tây thì không khí nó không được như vậy. Anh thì anh thích những nơi giống như thế này. Không biết em thì sao? Từ đó đến giờ chưa có ai tổ chức sinh nhật cho em như vậy hết á. Anh là em muốn khóc luôn vậy đó. Anh biết không, ngày sinh nhật của em cũng là ngày ông ngoại em qua đời. Nên má em lúc nào cũng cho là má em là người gián tiếp gây ra cái chết cho ông ngoại em. Má em gián tiếp gây ra cái chết cho ông ngoại em. Mỗi khi sinh nhật em là má lại chui vào phòng thờ. Mà em thì không dám hỏi han gì hết. Cẩm Thư à, từ nay về sau anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Mừng sinh nhật cho em. Năm nay, năm sau, rồi năm sau, năm sau, năm sau nữa. Em chịu không? Không lẽ tụi mình ở cạnh nhau năm nay, năm sau, rồi năm sau, năm sau, năm sau nữa hả? Đương nhiên rồi. Em và anh, hai đứa mình sẽ là một cặp vợ chồng già sống đến cả trăm tuổi, dắt tay nhau tới đây mừng ngày sinh nhật của em. Là vợ chồng với anh hồi nào? Trước giờ anh luôn tự ti với vị thế thấp hèn của mình, cho nên anh đã không dám đối diện với tình cảm thật của mình. Nhưng mà hôm nay, nhân ngày sinh nhật của em, anh sẽ không trốn tránh nữa. Anh thương em suốt đời suốt kiếp. Anh làm ở Sôi Luật, tuy là chức vụ anh thấp kém, nhưng anh có niềm tin là vài năm nữa sự nghiệp của anh sẽ phát triển. Em cho anh cơ hội đến với em nghe.
Em ăn đi. Em thích ăn bánh này lắm. Mấy bánh này ngon lắm đó. Đây. Ngon hơn. Là ai đó? Anh Hai nè. Có chuyện gì hả anh Hai? Anh Hai mang sách qua cho em nè. Anh Hai ngồi đi. À, bữa nay sinh nhật em, anh có đặt bàn ở nhà hàng Tây. Mà tại em về trễ quá nên anh phải đành hồi lại. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời anh làm sinh nhật cho một cô gái đó. Em gái mới đúng chứ. Anh quên, thì em gái của anh cũng là cô gái. Quà sinh nhật. Sao bữa nay anh Hai bày vẽ quá vậy? Là anh em với nhau trong nhà thôi mà, anh tốn kém với em làm gì? Thôi đi, anh em trong nhà không à, khách sáo làm gì. Anh muốn dành cho em một sự bất ngờ. Em ở đó coi, có thích không? Anh Hai à, Cái này quý lắm, anh để dành tặng cho người yêu của anh đi. Hey, em là người đẹp thì phải kết hợp với đồ trang sức quý, như vậy mới đúng điệu. Đây, em quay lại đi, anh sẽ mang cho em. Thôi mà, hay là anh Hai để dành tặng cho. Thôi em đừng khách sáo, nghĩa là anh Hai đi. Đó, dán tóc lên, anh Hai đeo vô giùm cho. Lần này thôi nha anh Hai, ai mà lại đi tặng quà cho em gái mình đắt tiền như vậy chứ. Xong chưa anh Hai? Xong rồi. Tại vì cái này là loại đặc biệt nên anh làm cái khóa nó hơi khó. Đó, đẹp. Rồi, em soi gương đi, có vừa ý không? Dạ đẹp lắm. Công nhận anh Hai khéo chọn thiệt đa. Nhưng mà em thấy anh đừng có tốn kém với em gái chứ. Đã nói là không sao mà. À đây, quên nữa, hôm nay mình còn đọc sách nữa. Dạ thôi được, ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu từ cuốn nào đây? Đã là sách của em thì em thích cuốn nào mình bắt đầu từ cuốn đó. Bây giờ mọi việc tôi nhờ ông lo. Tất cả mọi chuyện của gia đình tôi liên quan tới luật pháp trông cậy ở ông. Chuyện này nhỏ không à? Ông thông cảm, tôi chỉ có một đứa em thôi, bao nhiêu năm đèn sách, vậy mà nó cứ ở nhà miết, không chịu lên Sài Gòn. Tất cả chỉ vì cô ta. Tôi cũng có con gái nên tôi hiểu lắm. Tôi sẽ giúp anh. Chỉ cần ông giao thêm việc cho hắn, còn trẻ mà, lửa phải thử vàng chứ. Đúng, lửa thì phải thử vàng. Tôi đi trước. Dũng Linh,
Cậu chạy qua đầu Phu Lích lấy lời khai nhân chứng, sau đó xuống văn phòng cơ sở chờ người ta điền đơn đặng đem về cho tôi. Dạ. Gì anh? Đây là giải được nhập từ Anh Quốc, còn được gọi là giải lanh. Giải này có mắc hơn gấm Thượng Hải không? Tại vì em sờ thấy nó cũng mát mẻ. Giải bên Anh đương nhiên là mát hơn bên Tàu rồi. Giải này có độ co giãn rất tốt, tuy là hơi nhăn nhưng để may âu phục cho đàn ông rất là hợp. Thôi em mua cho em chứ mua cho ổng làm gì. Ông nhà của em toàn mua đồ may sẵn ở tiệm không à. Thôi cảm ơn anh nha. Để chị cột tóc cho em nha. Chị cứ nhắc đi nhắc lại hoài chán ngòm. Nè, nếu mà không cột tóc thì để chị cài cái này cho em nha. Dạ. Đẹp không? Đẹp quá. Cẩm Thư. Anh nè. Anh Dũng Linh. Hay quá anh Dũng Linh. Anh chở em về nhà má anh nha. Em có chuyện muốn hỏi má anh. Ờ. Mà bộ lúc này anh bận lắm hả? Mấy lần luôn em qua nhà kiếm anh mà không gặp. Ông chủ xa anh chạy đông chạy tây, bây giờ anh ước gì mình ba đầu sáu tay để chạy hết việc nè. Ông cố ý hay sao vậy? À, em đã có một ý tưởng về giải lanh. Em muốn anh chở em về gặp má anh. Em muốn hỏi bà. Ờ, mình đi. Thưa má. Ủa, con chào gì? À, chào con. À, con ngồi chơi. Dạ. Cái gì đó? Dạ, gì? Dì coi nè. Dì, dì thấy như sao? Con mới tìm được đó dì. À, con muốn thử nghiệm kết hợp giải bông với lại giải lanh. Ừ. Sẽ tạo ra một loại giải mới. Ừ. Vừa cứng như giải lanh mà cải thiện được độ mềm như giải bông mình nữa. Má thấy như sao? À, thì hồi xưa dệt tay má cũng có dệt rồi. Nhưng mà bây giờ nếu dệt hai loại giải, vừa giải lanh vừa giải bông như vậy thì chưa dệt bao giờ hết á. Nhưng mà để coi coi, dì thử coi làm sao nha. Nếu dì giúp con dệt được như vậy, con cảm ơn dì nhiều lắm. Ừ. Nếu như mà thử nghiệm thành công, con mới dám xin cha con dệt ở trong xưởng. Ừ. Nếu bây giờ chỉ có nói miệng suông thôi, con sợ là cha con không đồng ý. Ừ, được rồi, không sao đâu. Để dì thử coi hen. Lâu rồi không có dệt, không biết còn nhớ nghề không nữa. Nhưng mà thôi đi, dì đang bệnh như vậy, con không muốn dì mất sức. Không sao đâu, được nói về cái nghề cũ của mình là dì mừng lắm rồi đó. Dũng Linh, con vô bưng cái khung dệt lớn của má ra đây. Dạ. Lâu rồi dì mới dệt, không biết làm sao nữa đây. Nhưng mà con yên tâm đi, cái gì cũng xong hết. Dạ. Nhưng mà dì đừng có cố quá nha. Dì biết rồi. Cái này dễ mà. Dì ơi, dì có sao không vậy? Hay là thôi mình đừng có làm nữa nha dì. Dì ơi. Anh Dũng Linh ơi. Dì ơi. Má sao vậy? Má ơi. Dì. Tình hình của má tôi sao rồi doctor? Bệnh này để lâu không được, cần phải mổ. Anh chị về chuẩn bị tiền đi. Em xin lỗi. Lỗi này là do em hết. Mấy hôm nay dì phụ việc em cho nên là mất sức ngã bệnh luôn. Má anh bệnh lâu rồi, mổ là chuyện sớm hay muộn thôi. Nhưng tiền đâu anh mổ?
anh lo được. Thôi cũng trễ rồi, em về trước đi, nếu không cha má em lo lắng. Ừ, anh coi chừng má anh nha. Dũng Linh, má thấy trong người sao rồi má? Dũng Linh, bệnh tình của má tới đâu rồi? Ừ, đốc tờ muốn má nằm mấy bữa uống thuốc là đỡ à? Ừ, má biết bệnh tình của má. Con thành thật nói cho má biết, đốc tờ nói cái gì? Đốc tờ kêu mổ. Soạn đồ đi về con. Má, sao về được giờ này hả má? Tiền đâu mà mổ? Má yên tâm đi, con tính hết rồi. Má có tội với hai cha con trước giờ nhiều lắm rồi, má không muốn gánh thêm tội. Má à, con đã không còn cha rồi, chẳng lẽ má nỡ lòng nào bỏ con đi luôn sao má? Dũng Linh à, má coi đi má, cái loại vải này nè, con đã dặn anh hai là không được nhập cái loại vải này về. Người ta mua về chỉ giặt qua một lần là đã bị rạn rồi, không biết tại sao mà cứ nhập hoài à. Con biết không, má nghe người làm nói lại, thằng Cẩm nó nói là cái loại vải này mình cứ bán cho người ta, nếu như nó có vấn đề gì á thì mình khỏi chịu trách nhiệm. Con coi nó làm ăn như vậy có được không? Sao mà anh hai làm như vậy được chứ? Làm ăn buôn bán là quan trọng chữ tín, mình phải giữ chữ tín hàng đầu thì khách hàng người ta mới quay lại mua cho mình nữa chứ. Má thấy á, càng ngày nó càng lạm quyền. Tiếng nói của con á không có quy bằng nó đâu. Thôi đi má, chuyện này để con tìm cách con giải quyết coi làm sao. Bữa nay sao má qua đây sớm nhờ? Má qua rủ con đi chùa. Bữa nay chắc con đi không được rồi má. Sao vậy con? Con còn phải ở lại cửa tiệm lo chuyện sổ sách trong tiệm nữa nè. Thằng Cẩm đâu mà nó để cho con coi một mình vậy? Con nghe nói là hôm nay ảnh ra ngoài gặp khách đó má. Má biết rồi, nó lại dành phần hơn để cho con lo mấy phần giặt giảnh này chứ gì. Nó làm như vậy á là nó có ý đồ hết. Rồi đây á, người ta sẽ biết danh nó là chủ tiệm, chứ có ai biết tới cầm thư chứ. Má à, mấy chuyện này má con mình đi về nhà rồi hẳn nói. Ở đây người ăn kẻ ở đông lắm, mình nói chuyện mắc công phiền, tới tay cha nguy hiểm lắm má. Con sợ cái gì chứ? Từ đây về sau con phải nên cảnh giác đề phòng nó nghe chưa. Thôi má đi về đây. Cậu ngồi đó viết chữ hay là ngủ ngay? Ừ, xin lỗi, mời mong sư nói lại đoạn đất đai theo luật của chính phủ. Ừ, luật đất đai của chính phủ là mong sư ơi. Hả? Tôi thấy đoạn này có chút không ổn. Cậu lấy bằng cớ gì mà kết luận? Theo tôi được biết, đạo luật về đất đai thuần nông đã thay đổi hồi đầu năm rồi. Mong sư nói đây là áp dụng theo luật cũ cho nên. Nếu cậu đã hiểu rõ như vậy
thì tôi sẽ cho cậu thời gian một buổi sáng để cậu sửa lại hồ sơ này theo ý cậu. Sáng nay má tôi mổ ở nhà thương, cho nên tôi không thể nào không có mặt ở đó được. Giữa sự nghiệp và gia đình, cậu chỉ được chọn một trong hai. Dũng Linh à, cậu nên nhớ, ngoài kia có rất nhiều người đang muốn thay thế chỗ của cậu. Ê, nếu tôi là ông á, thì tôi sẽ ngồi ở đây làm cho xong cái việc này. Ông biết luật sư Bỉnh á, là người rất nổi tiếng và khó tánh, nhưng nếu ai mà được đi theo ổng, ông phải chấp nhận thuộc quyền của ổng và thuộc hạ của ổng. Và tôi tin chắc rằng chỉ có ông mới làm được. Ông có tiền không? Cho tôi mượn một ít đi. Má của tôi bệnh nặng, cần phải mổ, mà lương tháng này chưa có tới. Thôi được, tôi sẽ giúp ông. Bây giờ để tôi coi còn bao nhiêu. Tôi chỉ còn chừng này, ông coi có đủ hay không. Không sao đâu, tôi sẽ đi mượn thêm. Cảm ơn ông nhiều lắm. Không có gì. Hôm nay tôi nhận lời nhờ cậy của Cầm Thư, giao cho cậu cái này. Nè, cậu đừng có giỏi nóng nảy mà cậu có suy nghĩ tiêu cực mà trả lại tiền. Cậu cần phải biết má của cậu đang bệnh nặng, cậu nên nhận đi. Cầm Thư nó xin tôi đưa cho cậu chữa bệnh cho má cậu. Cậu mà trả lại tiền thì chẳng khác nào cậu phụ lòng Cầm Thư. Chuyện nhà tôi có thể lo được. Tôi đâu về cổ lại làm chuyện như vậy. Anh em về trả lại cho cổ đi. Thôi mà, nếu có bằng lãnh thì cứ nhận số tiền này đi, rồi sau này trả lại cho anh em tôi cũng được. Vì cái tự ái mà ảnh hưởng tới tính mạng của má cậu là không có nên. Nghèo không phải là cái tội, không biết mình ở đâu mà trèo cao mới là cái tội. Con Thư nó trẻ người non dạ, cậu lớn hơn nó vài tuổi, cậu hiểu chuyện hơn nó. Có gì cậu chỉ bảo thêm cho em của tôi, coi như tôi cảm ơn cậu nhiều. Anh nói câu chuyện này để hạ nhục tôi đã. Tôi nói cho anh hay, giàu hay nghèo chẳng qua là do phước phần của mỗi người. Ở đời chẳng nên thấy giàu mà ham, thấy nghèo mà phụ. Bởi cuộc đời dâu bể, chẳng ai lường trước được. Có nhiều người giàu nứt đố đổ vách ra đó mà chẳng biết chắc chiêu, chỉ có ít năm rồi trở nên nghèo mạt. Nhưng đã có những người nghèo rớt mồng tơi, siêng năng làm lụng chăm chỉ, chẳng bao lâu đã đổi phận giàu có. Để tôi chóng mắt chờ coi ngày cậu thay gia đổi cốt. Sao? Mong sư,
tôi đã sửa lại tất cả theo luật đất đai hiện hành kể từ 10 năm trước cho tới nay. Ừ. Mọi nhớ hôm qua mọi có nói là hạn chót sát hôm qua chứ không phải là ngày hôm nay. Dạ, tôi biết là tôi đã trễ hạn. Mong sự có quyền không dùng tới số liệu này, nhưng tôi vẫn muốn hoàn thành nó. Thưa mong sự, tánh của tôi đã không nhận thì thôi, một khi đã nhận rồi thì phải làm tới cùng. Chào mong sự. Khá, khá lắm. Dạ, thưa má. Tôi nghe nói lúc này á, ổng giao hết công việc cho cậu ngoài tỉnh giải, có đúng hay không? Dạ, chỉ một phần thôi. Cha muốn con học hỏi về nghề giải nhiều hơn. Ủa, má hỏi vậy là... Đừng gọi tôi bằng má, tôi nghe nó gượng lắm. Tôi tin là cậu không thật sự coi tôi là má đúng không? Dạ, má nghĩ như vậy là không phải. Chuyện ngày xưa cũng đã qua rồi. Trước khi má ruột của con mất, má đã dặn con là bằng mọi cách phải tìm được cha của mình, phải tìm về nơi cội nguồn của mình. Con biết là má sẽ không chấp nhận điều đó, nhưng mà thật sự con luôn coi má là má ruột của con. Cậu ngó lại câu mà coi, cậu có chỗ nào giống ổng không? Và tôi cũng đã xem hình của cô Lệ rồi, cậu cũng không giống cổ một chút nào hết. Tôi không cần biết cậu ở đâu chui ra, nhưng nếu cậu tính toán xâm hại cái gia đình này thì tuyệt đối tôi không để yên cho cậu đâu. Dạ, tại sao má lại có suy nghĩ như vậy về con chứ? Nếu như má không chấp nhận sự có mặt của con trong cái nhà này, vậy con xin phép má, con sẽ ra đi để trả lại sự yên ổn cho gia đình này. Xin phép má con vô thu xếp đồ đạc. Chú ba. Anh hai, anh vô phải gõ cửa chứ. Xin lỗi chú ba, có chuyện rồi. Chuyện gì? Thằng Kim Cẩm nó bỏ đi rồi. Hả? Trời ơi, sao vậy? Cậu hai mày đâu rồi? Dạ cậu con mới đi ạ. Sao đang yên đang lành lại bỏ đi vậy đa? Bà đã nói cái giống gì để thằng Kim Cẩm nó đi biệt dạng rồi đa? Nói cái giống gì hả? Mình sống với tôi mấy chục năm rồi, mình thấy tôi có chặt lòng chặt dạ với mình hay là hẹp hòi, không coi con ruột của mình như là con ruột của tôi. Nhưng mà càng ngày tôi thấy nó không có gì giống mình hết, nên tôi nói là không giống. Và hỏi nó có mưu mô gì mà nó đi tìm tới nhà mình. Bà nói vậy, hèn chi nó bỏ đi. Từ khi nó về nhà này, nó có làm hại gì tới bà hay con Cầm Thư chưa? Bà hết sức là vô lý. Ông nói tôi vô lý? Phải rồi, tôi vô lý. Vô lý ở chỗ mà sống với ông mấy chục năm, giờ tôi mới hay là ông lừa dối tôi vì ông đã có vợ có con với quê rồi. Đã như vậy, ông còn qua mặt cha má tôi hết lần này tới lần khác để mà xin hỏi cưới tôi. Đặt vô hoàn cảnh của ông có một đứa con gái hết mực yêu thương, ăn học đàng hoàng, mà đi gả cho một cái thằng đã có vợ có con rồi. Chuyện sửa xưa rồi bà còn lôi ra để nói, huống hồ người ta cũng chết lâu rồi. Chết à? Người chết nhưng ký ức không chết.
Từ khi nó xuất hiện trong cái nhà này, đêm nào mình cũng không ngủ sớm, chui vô phòng ôm ấp tâm hình. Bộ mình tưởng tôi không biết hay sao? Ngày xưa tôi ngu dại, tôi làm giấy tờ trao hết tài sản của cha má tôi cho mình. Bây giờ mình định giao hết tài sản cho nó, cho con trai của người ta. Tôi hỏi mình cho con cầm thứ cái gì? Xin lỗi mình, để tôi nói cho mình nghe. Ở đời quý là nhân nghĩa, quý là phúc đức, chứ không phải giàu hay sang là quý đâu. Mình đừng có nhắc tới của cải, có can cập gì tới chuyện con cái đâu. Hai đứa đều là con tôi không thiên vị đứa nào hết. Thứ nhất, tài sản của mình phần lớn là do cha má tôi để lại. Thứ hai, mình đừng có nói láo với tôi. Mình suốt ngày dắt thằng con quý báu của mình đi khoe người nọ người kia. Ra kia mà hỏi đi, có ai mà không biết ý của mình sau này á, mình sẽ chọn nó là người nối nghiệp. Tài sản của bên ngoại chỉ có một phần thôi, cũng nhờ tay tôi tạo nên mới phát triển gấp 5, gấp 10 đó chứ. Không bột thì sao gột nên hồ? Không có nhà tôi thì làm sao mình có được cơ đồ lớn như ngày hôm nay? Nắm trong tay mấy trăm mẫu ruộng, hơn một chục tiệm buôn giải khắp lục tỉnh Nam Kỳ. Mình hãy giận lên là nói chuyện ngu đa. Tôi không nói chuyện với mình nữa. Tôi chưa nói hết, mình đứng lại. Buông ra đi. Ôi dạ. Mình ơi, mình có sao không mình? Mình ơi, người ở đâu rồi? Người làm đâu rồi? Có ai ở đây không? Cứu. Má, cha sao vậy má? Má với cha cãi nhau, má lỡ tay để cha con té đập đầu. Mai mà cha con không sao, má sao con thấy anh hai đâu hết vậy? Cô đừng nhắc nó nữa. Cha con cũng vừa mới ngủ, con để cha con ngủ đi, con về phòng đi. Dạ, con đi ra ngoài nha má. Ừ. Thằng Kim Cẩm nó bỏ chạy rồi, cha má của con gây nhau dữ lắm. Bác hai nghe tiếng thét của má con, bác hai chạy vô thì thấy cha của con đã bị nạn rồi. Đốc tờ nói là cha của con không có sao, chữa bệnh vài ngày là đi đứng lại được hả? Bác hai à, vậy bác hai biết anh hai con đi đâu không? Bác biết chỗ nó ở đâu. Nếu vậy cũng được, bác cho con biết địa chỉ đi, để con tới đó con kêu anh hai con về. Người trong nhà với nhau không à, giận hờn làm chi. Thôi bây giờ nè, con ở nhà đi, để bác đi bác kiếm nó về cho. Con ở nhà lỡ má con có cần gì sai biểu con có người chạy tới chạy lui nha. Dạ vậy cũng được. Bác hai nhớ nha, bác nói cho giữ vô đằng ảnh về nhà nha. Được rồi, con yên tâm đi, giờ bác hai đi nghe. Dạ, nhớ nói cho giữ vô nha bác. Bác biết rồi, con ngồi bên kia đi. Dạ. Hai bác cháu mình làm ra một chút nha, không có cần vội về nhà coi cha cháu đâu. Lúc mà bác ra đây á, là ông thầy thuốc á, ổng cho cha của cháu uống chén thuốc ngủ á, ổng ngủ mất tiêu rồi. Bác cháu mình cứ lai rai đi, chút về cũng được. Vô. Dạ, mời bác. Vì cháu mà cha má cháu cãi nhau, cháu cảm thấy ai nấy quá. Ơi, cháu ơi, nhà có chút của cải mà, làm gì không xảy ra chuyện này chuyện nọ, giành giật nhau. Chứ nhà nghèo thử coi á biết liền à. Người ta chạy ăn từng bữa thì đâu có ở không đâu để ý ba cái vụ đó. Việc nhà của cháu đây, cháu có việc chi đâu. Mà cũng hên là có bác ở đây, để cháu tỏ tường cùng bác, rồi bác nói cháu nghe. Cháu phải liệu định sao đây? Cháu mồ côi từ nhỏ, mấy chục năm lang bạc kỳ hồ, thì cũng gọi là có chút của ăn của để. Bây giờ
kiếm được cha của cháu, thấy một mình cha chèo chống đại cơ nghiệp này, cháu cảm thấy xót xa, muốn đỡ đần cho cha cháu một tay. Ai dè đâu, người đời hiểu lầm. Rồi có người nói cháu là tính toán gia tài, không lẽ tình thương của cháu... Cháu biết, tuy cháu không giàu có bằng ai, nhưng mà cái ốc của cháu ấy vẫn còn trong sạch. Trọng mới là trọng máu mủ ruột thịt, chứ đâu phải là trọng tiền bạc của cải đâu. Vậy mà má hai cháu nghi ngờ cháu là sao? Cháu biết là nếu bây giờ mà cháu nói thẳng ra thì cha cháu sẽ buồn. Nếu mà nín thì cháu quất ức ở trong lòng, còn tức tối lắm, còn nín không có được. Bây giờ mới nói cho bác biết đó. Bác cũng có nghe lời cô Xuân nói với cháu rồi, nhưng mà thật ra đặt cái vị trí của bác vô cô Xuân á, thì bác cũng nghĩ cháu là cái thằng đầu đường xó chợ, nhào vô tranh giành gia tài dưới cổ là đúng rồi. Đợi cho cha cháu khỏe lại đi, rồi nay mai cháu sẽ ra đi, để cho họ biết được cháu có phải là một người mà muốn giành hết của cải hay không. Cháu đi và không lấy một đồng nào hết. Vậy đi, để tiền đó cho họ làm ăn lên, phát huy số tiền nó lớn lên, làm giàu, rồi danh mặt với thiên hạ. Con á, tánh nóng như là pháo đốt, y chang cha của mày hồi nhỏ. Bây giờ nè, bác qua đây để cháu trút hết cái chuyện bực dọc ra, rồi lát nữa nguội rồi đó, nghe lời bác trở về nhà báo hiếu cho cha má. Sanh ra phận mình là con cái, dẫu cha má có nói gì con đi chăng nữa thì thôi con cũng bỏ qua đi, trở về mà gây dựng sự nghiệp báo hiếu cho cha má của con. Cháu có tâm tính tốt mà, từ từ cha má của cháu sẽ hiểu. Người xưa có câu dục tốc bất đạt, con hiểu không? Bác à, cháu đã suy nghĩ rồi, cháu sẽ không về đâu. Trời ơi, nói thiệt, bác nghe mà bác còn lộn ruột nè, đừng nói gì cháu. Nữ sanh ngoại tộc, nếu mà để con gái nói nghiệp á, thì sau này sự nghiệp sẽ tiêu tan hết. Cháu là con trai duy nhất của cha cháu, cho nên là cháu phải có trách nhiệm gây dựng cái sự nghiệp của cha cháu càng ngày càng tiến lên. Nhưng mà cái gì của mình thì mình giữ, có ăn cướp ăn trộm hay giành giật gì của ai đâu mà sợ người ta nói ra nói vô. Mời bác hai. Ừ, uống đi. Trong nhà này á, hình như là chỉ có cháu với bác là hợp tánh nhau thì phải. Còn gì nữa. Uống đi. Mời bác. Ừ. Uống vài ly nữa rồi cháu sẽ theo bác về thăm cha của cháu. Còn việc có trở về nhà luôn hay không thì để coi tình hình sức khỏe của cha cháu như thế nào rồi tính tiếp. Ừ, thôi vậy cũng được. Dạ. Uống đi. Dạ. Rõ. Dính rồi kìa, có cá kìa, kéo lên, có kéo lên rồi. Kéo lên. Anh hai, bỏ vô giùm em đi. À. Dạ, công nhận là anh hai sát cá dữ đa. Ủa, mà sao biết anh ở đây? Em nghe mấy đứa ở nhà đó, nó nói anh hai từ ra đây câu cá buổi trưa. Anh rút lui, chứ không người ta nói là anh tranh giành với em. Ai mà nói gì kỳ vậy anh hai? Thật ra là cha giao phó chuyện cho cả hai anh em mình, đâu có ai mà giành giật của ai đâu. Em còn nhỏ lắm. Em mà nhỏ gì, em lớn rồi. Anh hai, từ ngày anh bỏ ra đi,
trong nhà căng thẳng lắm. Mấy bữa nay em sợ mà không dám về luôn. Má em nói vậy sao anh giác mặt về gì đó được? Không, má em biết sai rồi. Chẳng qua là má sốt ruột thôi chứ má không cố ý đâu. Anh hai đừng giận nha. Anh hai về đi. Cha bệnh từ hôm bữa tới giờ, cha nhắc anh hoài đó. Ừ, vậy là bữa nay anh về nha. Đến con. Không được đâu, bữa nay anh hai phải về đi. À, anh hai câu được nhiều cá nè. Hay là đem về nướng chua cho cha ăn đi. Cha thích ăn món này lắm đó. Ừ, vậy cũng được. Anh Dũng Linh. Anh hai, anh hai vô nhà trước đi. Em nói chuyện với bạn em một chút nha. Ừ. Đây là... Hôm trước nhờ có số tiền của Thư mà má tôi đã mổ xong. Đây là số tiền mà tôi trả lại. Cảm ơn Thư nhiều nha. Tiền ở đâu ra mà anh lấy trả liền cho em vậy? Thư không cần lo tiền tôi lấy ở đâu. Dù sao không có số tiền của Thư cho mượn, bệnh tình của má tôi cũng khó mà qua khỏi. Má con tôi biết ơn Thư nhiều lắm. Sao bữa nay anh nói chuyện lạnh lùng với em quá vậy? Tiền này... Thư đừng hỏi được không? Thư cho tôi giữ lại một chút sĩ diện của đàn ông đi. Đã không lo được cho má tôi, lại còn phải ngửa tay nhận tiền của người mình yêu. Cảm giác đó nhục nhã ghê gớm lắm. Anh nói cái gì vậy? Anh có biết những lời anh nói ra là sỉ nhục em không? Nếu như em đưa tiền cho anh làm anh nhục nhã thì coi như là em xin lỗi anh. Với lại anh có biết không phải một mình nhà anh có chuyện. Nhà em bây giờ cũng đang rối tung rối mù lên hết đi kìa. Anh chỉ biết nói xiên nói xỏ em. Anh đâu có biết được là em đang buồn hay đang vui. Anh ích kỷ lắm anh Linh. Cầm Thư, anh Dũng Linh. Dạ mời cô. Đa tạ cảm cô. Ơn. Anh Linh. Chào cô Hồng Xuân. Anh tới hồi nào vậy? Thư, lại nhõng nhẽo nữa rồi hả? Anh Dũng Linh, anh làm bạn thân của em khóc phải không? Tôi nào dám chứ. Cô mới la tôi một trận, tôi đứng đây chịu trận đâu dám hó hé gì đâu. Xuân ở lại chơi nha. À, thôi tôi phải về cho má tôi uống thuốc. Bữa nào mời Xuân qua nhà tôi chơi nha. Dạ. Nè, hai người cãi nhau chuyện gì vậy? Mình nói trước đi. Thôi, mình nói đi. Tôi á, bị thương như vậy, tôi cũng không trách mình chi hết. Mình cũng đừng tự trách mình nữa. Tôi nghe tụi nhỏ nói mình đã bỏ ăn mấy bữa rồi, tôi thấy mình ốm rạc đi đó. Chuyện thằng Cẩm là tôi có lỗi với mình. Hồi đó nhà tôi tan đàn sẽ nghe, tôi lại lưu lạc giang hồ mấy năm nên tôi chán quá, không muốn kể tới chuyện nhà tôi cho mình nghe. Bữa nay tôi xin lỗi mình, nhưng giờ chuyện cũ đã qua, má thằng Cẩm cũng chết rồi.
cổ không đi bước nữa mà để thằng con lại cho tôi. Cũng là cổ có tình có nghĩa. Giờ tôi không thương, không lo cho thằng Cẩm thì tôi là cái thứ người ăn ở ác nhân thất đức phải không? Mình là người vợ Tào Khang của tôi, mình không hiểu tôi thì ai hiểu tôi đây? Mình vẫn còn nghi ngờ thằng Cẩm không phải là con ruột của tôi phải không? Ừ. Mình lại kia lấy cho tôi sắp giấy đi. Tôi cũng là dân làm ăn, chuyện gì nắm chắc trong tay tôi mới làm. Chứ không phải người ta nói sao là tôi tin cái rột đâu. Tôi mượn bạn bè tra giấy tờ của thằng Cẩm từ hồi nhỏ cho tới giờ. Quả thật nó có giấy khai sinh, rồi sau này lưu lạc nơi đất khách quê người. Nó là con ruột của tôi đó mình à. Có là con ruột đi nữa, máu mủ ruột thịt đi nữa, nhưng tánh tình của nó mới là quan trọng nhất. Rồi nó có mua đồ gì, nó hại gia đình mình, hại con Thư thì sao đây? Mấy nay á, tôi có chú ý tới nó, giả đò giao việc cho nó, mà lần nào nó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí có khi tiền thiếu trước hụt sau, nó còn lấy tiền riêng đặng bù vô cho tôi nữa. Nếu nó là cái đứa tham lam, nó ôm cục tiền nó chạy đi từ hồi nào rồi? Mình thấy đó, tôi cũng không phải là không cẩn thận. Có trách á, là trách tôi nè, không tâm sự cho mình hay. Để rồi mình phải buồn trong lòng. Mình tha thứ cho tôi nghe. Tôi nói mình phải tin tôi chứ. Tôi đâu có phân biệt trai gái. Đứa nào làm giỏi tôi giao tiệm cho đặng rèn luyện. Con Thư nhà mình cũng có đầu óc lắm. À, nó đang tìm cách dệt vải lanh để giảm giá thành, mà chất vải cũng tốt hơn trước nữa. Dù bây giờ nó chưa thành công, nhưng tôi tin rồi con Thư sẽ làm được. Cho nên tôi đã quyết định giao cho nó tiệm vải để quản lý một thời gian. 2 tháng nữa nó tốt nghiệp xong, nó về đây rồi bắt ta vô làm liền. Thật không mình? Mình nói với con chưa? Đặng cho nó mừng. Tôi phải nói trước cho mình biết, để mình hiểu chuyện hơn, để mình đừng trách móc tôi. Rồi tôi mới nói với con. Nhưng mình phải cho anh em nó đỡ đần nhau, chớ đừng ngăn cản chi ngang mình. Không ngờ nhà của Thư đủ thứ chuyện xảy ra hết. Quá ra mình xuống thăm nhà Thư không phải lúc rồi. Mình ngại quá à. Hay là để ngày mai á, mình ra bắt xe về lại. Thôi mà, đâu có sao đâu. Bây giờ mà có Hồng Xuân ở đây, mình nghĩ là má mình sẽ vui hơn nữa là đằng khác. Má mình rất là thương và quý Hồng Xuân lắm. Nè, tại sao xuống đây mà không báo cho mình biết trước chứ? Để con đi đón nữa. Hai đứa mình cũng sắp tốt nghiệp rồi. Mà bây giờ Xuân nghĩ nếu mà Thư về Bạc Liêu thì chắc là mình cũng sẽ theo Thư về đây để kiếm việc gì đó làm. Chứ ở trên Sài Gòn mình cũng không có bà con thân thích gì hết. Vậy là hai đứa mình sẽ có cơ hội gặp nhau mỗi ngày rồi. Thì là vui quá à. Mình đang chán đây nè, tại vì mình không có bạn bè gì bên cạnh hết á. Ê, mấy bữa nữa mình sẽ tìm chỗ trọ. Hay là Thư cho mình ở nhà Thư mấy bữa, cho tới khi nào mà mình tìm được chỗ trọ nha. Ở đây luôn đi cho nó vui. Không được, mình mặc dày cỡ nào cũng không thể nào mà cứ nhờ giả miết Thư được. Thôi mà. Còn chuyện của anh Dũng Linh á, Thư tính sao? Thật ra lúc mình giận
thì mình nói lẫy với ảnh như vậy? Chỉ mình biết là lỗi do mình hết, là do mình cư xử không khéo léo làm cho ảnh bị chạnh lòng. Non nè, Thư có ý tốt nhưng mà ảnh á lại không trân trọng, mà lại còn giận lây Thư nữa. Thư phải cứng rắn lên, không được nhượng bộ ảnh. Lỡ sau này á về sống chung nhà với nhau, hai người á tranh cãi với nhau, rồi Thư sẽ luôn là người nhịn nhục thì sao? Nói gì vậy? Ở chung nhà với nhau hồi nào chứ? Yêu nhau, cưới nhau rồi sanh con đẻ cái là chuyện tự nhiên. Còn bày đặt mắc cỡ chứ, ở trong lòng thèm muốn chết. Thôi đi nha, không có được chồng mình nữa nghe chưa? Cái nhỏ này, thôi nha. Thôi, nhột. Hồng Xuân. Dạ, chào anh hai của Cầm Thư. Chào cô. Cô mới xuống chơi hả? Dạ. Cầm Thư vô mời chị ra ăn cơm rồi sẽ ra liền anh. Cô hồi này có vẻ được đa. Được hay không được thì cũng phải cố mà chống thôi, chứ đâu có ai giúp mình đâu. Anh nghĩ coi đúng không? Thư. Anh hai, má nói là má sẽ ăn chung với cha. Má kêu là anh em mình ăn cơm trước đi. Em mời anh. Cảm ơn. Để mình bới cho Thư. Cảm ơn nhiều nha. Thư, tốt nghiệp rồi á, Thư tính làm công việc gì? Ban đầu á là mình tính tìm công việc ở Sài Gòn, nhưng mà bây giờ cha má đang cần mình, nên là bây giờ mình phải ở lại đây để giúp đỡ cho cha má một tay. Con gái xa nhà cũng không hay. Em ở Bạc Liêu đi cho anh yên tâm. Với lại mỗi lần mà nghĩ tới em ở Sài Gòn, anh hai lại nóng ruột nóng gan. Rủi có chuyện gì mất công rồi anh chạy tới không kịp. Thư coi đó, anh Cẩm á, anh thương Thư ghê chưa. Nè, Xuân đã hứa rồi đó, Xuân ở lại đây với mình đó nha. Ý em là sao? Anh hai, hôm nay Hồng Xuân xuống đây để kiếm nhà ở, rồi kiếm việc làm ở gần em cho có bạn có bè. Hồng Xuân hứa ở đây với em mừng lắm. Chứ ở xứ Bạc Liêu này á, em đâu có bạn bè gì đâu. Anh hai, anh hai quen nhiều biết rộng á, có gì anh hai kiếm chỗ cho em làm nha. Em sẽ biết ơn anh suốt đời luôn. Nè, Thư ăn đi. Nè, ăn đi. Anh qua phòng tôi, có chuyện gấp. Cô muốn gặp tôi để làm gì? Giang sỏi, anh chưa ngủ sao? Chưa. Sao rồi? Tên thật là Lý Văn Sổi, quê ở Sa Đéc. Chừng chuyển lên Sài Gòn á thì má mất, cha cũng vừa qua đời vì uống rượu say gặp tai nạn. Em gái sau đó cũng chết. Tôi nói như vậy có đúng hay không? Tôi là Võ Kim Cẩm. Làm ơn gọi đúng tên Võ Kim Cẩm. Là tôi chỉ muốn nhận người quen thôi, chứ tôi đâu có ý gì khác. Nhưng tôi thì không quen biết cô. Tại sao
Lý Văn Sỏi là ai? Tại sao cô cứ gắn ghép cho tôi cái tên như vậy? Anh vẫn vậy, vẫn vẫn nhây như ngày xưa. Ngày xưa là sao? Sao cô biết tôi ngày xưa? Tình cờ thôi. Chắc là anh không nhận ra tôi. Chứ tôi thì tôi đã nhận ra anh từ lâu lắm rồi. Mình qua đây ngồi đi. Dạ. Nè anh. Wow. Wow. Nè em ăn đi. Dạ. Tay bạn á. Cò chẹp, cò chẹp, cò chẹp, cò chẹp. Béo đi theo anh hai. Của em mà. Đưa đây. Trả lại cho mình. Trả lại cho em. Trả lại cho em tao. Không trả. Anh hai giết người rồi. Dân số giết người. Dân số giết em. Người. Dạ. Dân số giết người. Chết rồi. Anh lỡ giết nó rồi. Phu lít tới bắt mình rồi sao? Giờ mình phải làm sao anh hai? Thôi mình trốn. Dạ. Giờ mình trốn đâu nữa anh hai? Chui vô. Dạ. Vô lẹ lên. Ta là ma đây. Em sợ quá anh hai ơi. Em trả sợ quá mạng anh cho ơi. Ta. Em sợ quá anh hai. Ma, trả mạng ơi, cho ta. Trả mạng lại cho ta. Giờ sao anh hai? Giờ sao anh hai? Tao đánh cho mày chưa? Đánh cho mày chưa? Đánh cho mày chưa? Con gái con lứa gì? Suốt ngày cứ đấm đá à? Mày làm tao mất mặt quá. Tao đánh cho mày chưa nghe chưa? Nghe chưa? Còn má thì sao? Suốt ngày say xỉn. Con mới là người mất mặt nè. Xuân, bữa nay mày dám nói với má như vậy hả? Là người ta nói chứ đâu phải con đâu. Ai nói mặc kệ họ. Mày là con của tao. Tao rứt ruột đẻ ra. Mày không được nghe người ngoài nói xấu má mày, nghe rõ chưa? Tao mà không nằm ngửa nằm nghiêng làm sao có cái để mà giọng vào họng mày chứ. Con quỷ này nghe lời người ngoài báo cô báo hại. Bữa nay mày ngon lắm. Mày ăn gan trời, mày dám cãi lại má mày hả? Con là do má sinh ra. Má đánh má chửi con cũng được mà. Nhưng mà con không có chấp nhận người ta nói xấu má của con. Má nói má thù người đàn ông đó. Má cứ sống miết như vậy á thì đến chừng nào má mới trả thù được người ta? Mày nói đúng. Năm kỉnh này còn sống ngày nào cũng phải kiếm cho ra. Cô sẽ nói với Cầm Thư sao? Anh nói gì? Cô nói cho Cầm Thư biết chứ. Anh nghĩ là tôi sẽ nói với Cầm Thư sao? Tôi không chắc. Nếu như là người khác á thì câu đầu tiên sẽ hỏi tôi là có kể ra với ông bà hay không. Còn anh á thì lại hỏi Cầm Thư. Phải chăng anh thích con nhỏ Cầm Thư rồi? Không liên quan gì tới cô. Nè, xem ra cô sẽ không kể cho ai biết thân phận thực sự của tôi chứ? Nhưng tôi biết cái gì cũng có qua có lại. Cô nói đi, cô muốn cái gì ở tôi? Muốn cái gì ở anh hả? Tôi muốn cái mà anh cũng đang muốn đó. Như vậy đi, tôi sẽ không nói với ai về con người thật của anh. Đổi lại, anh giúp tôi một công việc ở trong tiệm vải. Tóm lại, Cầm Thư đi đâu thì tôi đi đó. Tại sao? Tại vì nhưng mà tôi sẽ không nói cho anh biết đâu. Anh nói đi, anh có làm được hay không?
Anh yên tâm, tôi sẽ giúp anh tìm hiểu chuyện làm ăn trong nhà này. Không phải cô là bạn thân của Cầm Thư hay sao? Thì vẫn là bạn thân, nhưng mà chuyện giúp anh thì tôi vẫn sẽ làm. Cầm Thư mất đi một chút quyền hành hay là mất đi một chút tài sản thì cũng có đáng gì đâu. Giống như một con bò mất một cọng lông vậy thôi. Nếu cô khiêu khích tôi sẵn sàng bắp chết cô như bắp chết một con kiến. Nhưng nếu như cô còn một chút hữu ích, tôi sẽ giúp cô lấy được những gì cô muốn. Đơn bà đúng là độc hơn rắn rết. Cha tôi muốn tôi coi sóc nơi này. Anh chị nào có chuyện muốn hỏi, muốn thưa thì cứ tới hỏi tôi nha. Tôi mới vô làm, vả lại cũng trẻ người nữa, chắc chắn sẽ có sai sót. Anh chị cứ coi như chúng ta là một gia đình, có chuyện gì anh chị cứ góp ý cho tôi ha. Đợt này tiệm của mình sẽ nhập hàng giải lam chéo. Đợt trước tôi có nói qua với các anh chị về loại giải này. Thật sự tôi muốn tạo ra một xu hướng ăn mặc mới cho cả đàn ông lẫn đàn bà xứ An Nam mình, chứ không riêng gì Nam Kỳ lục tỉnh này đâu. Vải lanh để may áo vét, vải lụa để may áo dài. Nhưng mà từ trước đến nay á, lụa của mình nhập về chỉ có duy nhất một màu thôi, trong khi đàn bà thì lại vốn thích màu sắc thay đổi. Cho nên tôi dự định là đặt thợ thêu lên từng khúc vải, thêu theo nhu cầu của khách hàng. Tôi biết rất là khó lắm đa, nhưng mà chúng ta chưa thử mà, sao mà chúng ta biết không làm được, đúng không? May mắn là cha tôi rất ủng hộ công việc này. Ý của tôi là chúng ta sẽ đặt một xưởng thêu. Tôi muốn những tấm lụa của tiệm mình sẽ tạo nên một sự khác biệt. Lanh cũng vậy, tôi muốn vẽ lên đó những hoa văn nền nã để bộ vest của quý ông thật sang trọng. Tôi nghĩ mọi chúng ta ở đây đều phải góp sức của mình vào thì chúng ta không lo cửa tiệm của mình không phát triển. Thôi được rồi, ngày hôm nay mọi người đi làm tiếp đi nha. Hồng Xuân thấy mình nói chuyện như thế nào? Nãy giờ mình cố gồng lên chứ mình sợ muốn chết, tay mình run đổ mồ hôi quá trời đây nè. An tâm đi, Thư nói rất là giỏi. Vậy hả? Ừ. Cũng may là có Học Xuân ở đây phụ giúp cho mình á, nên mình đỡ lo lắm. Mình cảm ơn Học Xuân mới đúng nha. Sắp tới mình dự tính là sẽ đặt một xưởng theo tay. Xuân giúp cho mình coi ngó cái xưởng này nha. Nhưng mà mình cũng không biết là mình có kham nổi hay không nữa. Sao lại kham không được chứ? Ai, Học Xuân của mình thông minh nè, lại là con gái của một người may áo dài giỏi nhất xứ Nam Kỳ lục tỉnh nữa, sao mà không kham nổi, đúng không? Mình sẽ cố gắng. Thôi mình đi nha. Để mình tiễn Xuân. Ừ. Cậu hai, sao tự nhiên ông chủ giao tiệm buôn cho cô Cầm Thư vậy? Cũng có biết gì đâu mà làm. Thôi đi, tiểu thư hứng thú muốn đi ra ngoài đây chăm sóc cửa tiệm. Cha của tôi không chịu được cái tính nhõng nhẽo nên đành để cô làm thôi chứ biết sao. Chỗ làm ăn đâu phải cho mấy bà mấy cô chạy qua chạy lại chỉ tay năm ngón. Dạ thưa cậu hai, tôi có nghe hai cậu nói chuyện trên trời, trong bụng tôi lo lắm đã. Nói cái gì mà trên trời? Thì phát triển cửa tiệm bằng cách mở xưởng thêu và vẽ trên vải lanh và lụa. Trời ơi, vải á thì nhập về cả đống tiền, thiêu thùa với vẽ vời, coi chừng không ra cái giống gì hết á. Thôi được rồi. Nè. Dạ. Người ta là chủ, các cậu chỉ là người làm công ăn lương thôi, suy nghĩ chi mà cho nặng bụng, đúng không? Hai người đó chịu theo cổ một chút đi, khi nào có chơi chán rồi thì cổ sẽ buông thôi.
Tới lúc đó tôi sẽ mời mấy cậu đi nhậu một trận cho linh đình, được không? Cậu hai là con trai của ông chủ, cậu hai nói vậy thì tụi tôi nghe vậy. Đến lúc cậu chán á thì cửa tiệm cũng sập rồi đa, lúc đó thì tụi tôi cũng chết đói quá. Yên tâm, ngày nào cậu tôi ở đây thì hai cậu không sợ chết đói đâu. Chỉ mong cái gì biết không? Dạ. Mồm miệng phải kính kẻ, trung thành với tôi với lại cha của tôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Được rồi, hai người đi ăn đi. Ừ? Dạ cậu hai. Đi đi. Dạ. Nhớ đó nghe. Ủa, Cẩm Thư. Anh hai. Em mệt không? Anh đưa em đi uống cà phê rồi ăn bánh tay nghe. Ừ, thôi đi. Em mới bắt đầu công việc thôi à, em không có muốn lơi lỏng chỗ này được. Cảm ơn anh hai. Nè. Dạ. Làm cái gì thì làm, nhưng mà đừng cố sức. Quá sức là không có được đâu. Ừ, em biết rồi. Thôi anh hai đi nghe. Dạ. Dạ, chào mông sư. À, Dũng Linh, cậu ngồi đi. À, cậu cầm bộ hồ sơ này, trong vòng một ngày nhớ là phải gặp tận mặt hắn và cố phải nói để hắn chịu ra tòa làm chứng, vì con người này cứng đầu cứng cổ lắm, cậu nhớ chưa? Đã cử đi mấy người rồi mà lần nào hắn cũng đuổi người ta ra khỏi nhà. Hắn ra ngoài và cầm tờ trác tòa quăng vô mặt của nhân viên luật. Cho nên lần này cậu phải thật là cố gắng nha. Ừ. Dạ, tôi sẽ cố gắng. Ừ. Không hoàn thành được nhiệm vụ này, làm sao đủ tư cách để theo moa? Dạ. Thôi tôi xin phép à. Ừ, cậu đi đi. Còn có mua ít thuốc bổ mang bà biếu cho dì nè. Con tới chơi được rồi còn quà cáp chi nữa. Má. À, con. Ủa, Hồng Xuân, sao cô biết nhà tôi mà tới thăm vậy? Có lòng thì sao không biết được. Mà hồi này á, Cẩm Thư đang làm chủ tiệm vải nên không có thời gian rảnh. Chứ nếu không á, em đã rủ Cẩm Thư ghé qua thăm má anh luôn rồi. Mà má của anh bệnh vậy á, Cẩm Thư có hay không? Sao cô không kể gì với em hết vậy? Cô Hồng Xuân tới đây chờ thằng con trai của tôi cũng đã lâu lắm rồi, còn vô bếp nấu nướng nữa. Giờ cũng chiều rồi, hay là cô ở đây dùng bữa với má con tôi đi. Con coi đi rửa mặt rửa tay rồi phụ má để mời cô lại ăn cơm đi. Dạ, thôi được rồi dì. Ngó thấy dì bệnh như vậy mà phải vào bếp núc, trời thì nóng nực như vậy á, con vô phụ dì chút xíu thôi. Giờ con phải về, dì nhớ ăn uống tịnh dưỡng cho mau khỏe gì ha. Ủa, anh Dũng Linh, anh cứ chạy ngoài đường miết á, anh cũng mệt rồi. Hay là anh vào tắm rửa nghỉ ngơi đi rồi ăn cơm với dì ha. Em về, bữa nào em rảnh á, em lại ghé qua thăm dì với anh ha. Dì, khi nào mà con rảnh á, con qua đây thăm dì. Dì cho phép con vào bếp để con nấu cho dì mấy món mà dì thích ăn ha. Ờ, cô Hồng Xuân về. Dạ. Cô nè, không ở lại ăn cơm sao? Dạ, con cảm ơn dì. Tại vì con có hẹn công việc cho nên là con không ở lại được. Con hẹn dì bữa khác nha. Vậy thôi, cô về nha. Dạ, thưa dì, con cảm về. Cảm ơn cô. Em chào anh. Con à, con nhỏ này tên Hồng Xuân hả? Nó cũng dễ thương quá chứ. Mà sao hồi nào tới giờ má không nghe con nhắc tới hết vậy? Dạ, cô là bạn thân của Cẩm Thư. Tụi con là bạn bè từ trên Sài Gòn. Má thấy cô này cũng có cảm tình với con lắm đó đà. Chứ ai đâu mà ở không mà lại qua thăm bà già này, rồi còn vô bếp nấu nướng nữa chứ. Má. Thì má có nói gì đâu, con coi liệu mà chọn lựa. Chứ má thấy con một mình lủi thủi, má tội cho con lắm. Hai má con mình có rủng rỉnh gì cho cam.
Con thì làm công ở văn phòng luật, lương bổng có bao nhiêu đâu. Rồi đủ thứ lo toan, rồi còn thuốc thang cho má nữa. Có chút của ở cái cùng, giờ cũng bán hết trơn rồi. Chứ lấy đâu ra có điều kiện để mà con gái người ta theo mình chứ con. À, nè anh. Dạ. Cho tôi hỏi cái. Ờ, sáng giờ mấy mối quen của tiệm mình á, có tới lấy hàng chưa vậy? Dạ chưa được mối nào hết đó cô hai. Sao kỳ vậy? Vậy chứ bình thường có như vậy không? Dạ không, tại mình đẩy hết giải lanh chéo. Họ thấy lạ, họ ngại chứ sao. Hay là mình đổi, nhập lại gấm Thượng Hải. Mặt hàng đó mấy bà mấy cô chuộng lắm. Gấm Thượng Hải so với lụa thì đâu có mềm mại bằng. Lên áo dài kén dáng lắm đó đa. Lụa thì đơn điệu màu sắc quá. Tôi đã cho đặt xưởng theo rồi. Mình cứ đợi vài bữa nữa đi. Tôi sẽ tung giải lụa ra, nhất là giải thêu dành cho áo dài. Mình sẽ dùng giải lanh để thay thế gấm Thượng Hải mà vẫn bị dội hàng á. Lúc đó tôi sẽ coi lại coi làm sao. À, sẵn tiện ở đây tôi cũng nói với mọi người luôn. Tối nay mời các anh chị trong tiệm của mình đi ăn một bữa. Các anh thông báo giùm cho các chị luôn nha. Dạ. Sao hả anh? Chắc hẹn cô hai bữa khác nha. Sao vậy? Dạ bây giờ á, chúng tôi đi ra ngoài kia lấy hàng rồi. Xin phép cô hai. Đi, mình đi. À. Thư. Thư, gì vậy? Sao mà ngồi ủ rũ vậy? Nè, Hồng Xuân. Hử? Hồng Xuân có gặp anh Dũng Linh không vậy? Xuân có chuyển lời của tôi cho ảnh không? Rồi ảnh nói sao vậy? Từ từ cho mình thở cái được không? Hỏi một lần hai ba câu mình biết trả lời câu nào bây giờ. Thật ra thì mình có gặp ảnh rồi. Mình có chuyển lời Cầm Thư dặn ảnh á, là mấy bữa nữa Cầm Thư qua. Mà ngó bộ là ảnh giận dữ lắm đó. Ảnh không thèm nói năng gì hết. Mà đàn ông á, họ ngang như vậy đó. Nên Cầm Thư không có được nói tới nói lui, đặng họ được nước làm kêu với mình nữa. Để rồi coi, ảnh sẽ nhớ Cầm Thư, rồi ảnh sẽ tới làm lành với Cầm Thư thôi ha. Mời, nè, mời, mời. Hôm nay là cha chúc mừng con gái đã ký được hợp đồng bán giải với ông Tấn Tài. Ông này khó chơi đó, nhưng mà cha thật sự tự hào về con. Dạ, con thấy ký hợp đồng là một chuyện tốt, nhưng mà nội trong một thời gian ngắn như vậy mà phải làm đủ số lượng hàng này con thấy hơi khó. Còn xưởng theo chỗ con á, dù có theo ngày theo đêm cũng không thể nào đủ số lượng được. Rồi phải đặt may nữa. Thư à, nếu như mà mình làm không kịp á, là mình phải đền đó. Ở trong hợp đồng á, nó có nói rõ, nếu như mà không thực hiện đúng trong hợp đồng á, là nó sẽ đền gấp 3 lần tiền của mình đó nha. Nè Cầm Thư, con có tự tin về hợp đồng này không? Con nhận được hợp đồng lớn, má mừng lắm. Nhưng mà má cũng thắc mắc, tại sao con biết ông Tấn Tài và biết ông có nhu cầu sử dụng loại giải này? Một đứa mới ra ràng như con thì làm sao ông tin tưởng giao cho con hợp đồng lớn chứ? Dạ thưa cha má, nếu như cha má, bác hai và mọi người ở đây hỏi, con cũng xin thưa là chính ổng đã đưa hợp đồng xuống tận đây đưa cho con. Ổng nói ổng biết cửa tiệm nhà mình có đúng loại hàng mà ổng cần, cho nên ổng tìm tới. Ổng cũng nói ổng biết tới chuyện con nhập giải lanh và giải lụa đã làm thay đổi xu hướng ăn bận của giới trẻ, nên ổng rất có niềm tin. Dạ thưa cha, thiệt tình lúc mà con nghe ổng nói vậy con vui trong bụng lắm chứ. Bởi vì con nghĩ số giải tồn động trong kho của mình còn quá lớn, nên con cũng muốn nhận hợp đồng này. Nhưng mà sau khi bàn thảo, con bắt đầu hoang mang, nhất là những điều khoản mà Hồng Xuân và anh hai đã nói vừa rồi đó. Con có hẹn với ổng là cho con một ngày suy nghĩ để coi coi mình có nên nhận hợp đồng này hay không. Nhưng ổng cũng không đồng ý nữa,
Ông nói là ông cũng gấp nên không có thời gian để chờ đợi con. Nếu như mà con không đồng ý, ông sẽ tìm tới chỗ khác. Con thú thiệt, nếu như ông không gây áp lực cho con cũng không liều lĩnh gật đầu đâu cha má. Sau khi con đặt bút ký, con có hỏi câu chuyện ông Tấn Tài giống như cha má hỏi con vậy đó. Vì sao ông tin con, một người vừa mới chập chững kinh doanh? Ông nói là tự nhiên ông có niềm tin thế thôi à. Con cũng nói thiệt với ông những khó khăn khi nhận hợp đồng lớn, cũng mong muốn được ông chia sẻ kinh nghiệm. Con cũng đã ngửa bài hết với ông rồi, nhưng mà con thấy ông vẫn vui vẻ khi giúp con giải quyết những vướng mắc đó má. Đây có lẽ là một hợp đồng làm ăn rất lớn kể từ khi cha mở tiệm buôn giải tới bây giờ, phải không cha? Trước giờ cha chỉ bán giải thôi, chớ chưa từng nhận đơn hàng trọn gói, từ giải đến mai đo như đơn hàng của ông Tấn Tài ký với lại Cầm Thư. Thiệt sự khi nghe nói sẽ ký hợp đồng may áo dài trắng, cha cũng hơi lo. Nhưng với cái đầu thông minh, nhiều ý tưởng của Cầm Thư, cộng thêm cái đầu khôn ngoan, giỏi tính toán của Kim Cẩm, cha hoàn toàn yên tâm về hợp đồng này. Nếu cha đã nói như vậy thì hai anh em con chỉ biết cúi đầu mà thực hiện, để tìm dạy mỗi ngày phát triển hơn. Cha biết cả hai con đều dốc sức vào hợp đồng này, nhưng ý của Hồng Xuân vừa nói lúc nãy cũng không thể bỏ qua. Tụi con coi cân nhắc lại thời gian, vì nếu làm gấp thì sản phẩm không đạt chất lượng hoặc chất lượng kém. Dạ. Thì công sức mình bỏ ra cũng coi như đổ sông đổ biển đó đã. Mình vẫn còn thời gian để bàn bạc kỹ hơn về hợp đồng của lô hàng này. Thôi cả nhà mình ăn cơm đi. Mời. Thôi uống ít thôi, đốc tờ dặn mình đang bệnh không được uống rượu nhiều đó. Có bà ngồi đây tôi nào dám uống nhiều đâu. Đi hết đi, đi hết đi, con Năm Kỉnh này không cần đâu, đi hết đi. Má, má là say nữa đi. Rồi kìa. Biểu. Dạ. Ai nói với mày tao sai? Tao không có sai nghe chưa. Biểu. Biểu. Dạ. Mày có biết á, mày càng lớn mày càng giống cái loại bạc béo của mày. Bạc béo nè. Đồ bạc béo. Tao đánh mày cái thứ bạc béo. Bạc béo nè. Má. Tao đánh mày, tao đánh cho tiếc nồi cái giống đoạn hậu của mày. Má. Đáng hậu nè. Đồ đáng hậu. Má. Tao ghét cái mặt mày. Má. Tại sao mày không có chạy đi hả? Má. Bộ mày muốn má đánh mày chết hay con sao? Con không chạy đâu, con là con của má. Sao mày không chịu chạy đi? Đồ thứ con không có cha. Mày có cha, mà cha của mày nó không có cần mày. Cha mày không có cần tao. Thằng cha của mày phản bội tao. Má, má con là con của má. Má đánh con lúc nào cũng được. Con quỳ xuống đây cho má đánh con nè. Nếu mà má đánh con để mà cho má đỡ tủi nhục á, thì má có đánh thoải mái đi, con chịu được hết á. Chứ má đừng khóc nữa má. Má đừng có khóc nữa má. Má đừng có khóc nữa nha má. Con ơi là con ơi. Nè ăn đi hả? Dạ. Ủa má. Dạ xin chào. Ngồi xuống đây đi con. Dạ xin mời ngồi. Má,
Dạ đây là... Má mời thầy Soạn để mà dạy việc buôn bán cho con đó. Con biết không, ngày xưa đó, thầy Soạn đây là người quản lý hết điền sản, cũng như các tiệm buôn của ông bà ngoại con. Yeah. Yeah. Sau này thầy được các con của thầy á rước về nhà hưởng phước. Má năn nỉ dữ lắm thầy mới chịu giúp gia đình mình đó ra. Dạ. Yeah. Nếu được như vậy tôi xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Yeah. Dạ không dám, tôi chỉ là người làm công chứ chưa nói chuyện dạy dỗ ai, chỉ vì chén cơm manh áo mà thôi. Dạ không sao, miễn sao bây giờ có thầy ở trong tiệm là tôi cũng an lòng lắm rồi. Nghe nói cô đang lo lắng về cái hợp đồng mai theo gì đó không kịp thời gian hay sao? Dạ thầy, với số lượng hàng đặt hiện giờ, dù có mướn thêm thợ theo cũng khó đạt được số lượng đó. Dạ lại chưa nói tới việc còn một hợp đồng với tiệm may Ba Minh để may áo dài nữa. Nếu như mà không kịp trong ngày khai giảng thì coi như mình phải bồi thường hợp đồng cho người ta. À vậy đi, nếu như cô hai qua được chuyện này, qua sẽ trở lại làm công giúp đỡ cô hai. Thưa thầy, tuy là bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nào, nhưng tôi tin chắc là tôi sẽ làm được. Thầy cứ chờ coi nha. Xin phép bà và cô cho tôi đi tham quan một vòng nhà xưởng. Dạ, mời thầy. Dạ, ạ. Dạ, dạ. Dạ. Con, nếu mà thật sự thầy Soạn chưa ở lại giúp con thì không sợ thằng Kim Cẩm nó giành giật tài sản với con nữa. Má, sao chuyện gì má cũng lo anh hai vô hết vậy? Con á, con cũng phải nghĩ tới sau này con lấy chồng con ra riêng cũng phải có của hồi môn để con mang theo, để gia đình bên chồng người ta không khinh khi mình chứ. Má cũng đã nói biết bao nhiêu lần rồi, gia sản nhà mình á là một phần của ông bà ngoại con để lại. Còn liệu mà giữ lấy nghe, không cảnh giác là có ngày mất trắng đó. Con với cha con á, tin tưởng thằng đó thì tin, chứ má tuyệt đối thì không. Con biết rồi má. Sao? Lại là chuyện gì nữa đây? Lý Văn Sỏi, anh đừng quên là chúng ta hai bên hợp tác cùng có lợi. Mà tới thời điểm này á, tôi còn chưa đòi quyền lợi gì cho bản thân mình. Hình như á, những tin tức của tôi đều mang tới điều tốt cho anh thì đúng hơn. Cố tật đó chẳng khác gì so với hồi nhỏ. Nè, tôi thấy tôi có tật gì đâu. Đó, chính nhờ cái tật đó mà tôi nhận ra anh đó. À, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là cái con nhỏ mà đầu bù tóc rối ở giờ nhất cái xứ Xà Đét chứ gì. Anh Xuân hả? Xuân, đúng rồi. Làm sao tôi có thể quên một cái tên đặc biệt như vậy chứ. Trên đời này thiếu gì người tên Xuân, chỉ có tên Sỏi là đặc biệt thôi. Đúng là thay da đổi xác, không nhận ra được luôn á. Nè, má con sao rồi? Má vẫn khỏe mạnh chứ? Chết rồi. Anh có biết thầy Soạn không? Không. Tôi nói cho anh biết, bà Xuân á, bà mời ông này về coi tiệm, mà quan trọng hơn hết á là để dạy cho Cầm Thư cách buôn bán. Tôi thấy á, theo giọng điệu của bà thì cái ông này lợi hại dữ lắm đó. Tôi không tin một đứa con gái nước mắt mới ra đời như Cầm Thư thì có thể làm được gì. Anh không nên coi thường bất kỳ địch thủ nào, kể cả người yếu nhất. Còn anh nữa, dạo này á, anh làm cái gì mà tôi thấy anh ít khi xuất hiện ở ngoài tiệm vậy?
Tôi có chuyện cần làm. Ngoài tiệm của cô Xuân coi chừng là được rồi. Còn trong nhà này thì bà sân suốt kìa, tìm cách để ngán chân của tôi. Vậy bây giờ á, kiếm chuyện gì cho bà lo, để cho bà bớt tầm xàm, bớt để ý tới chuyện ở ngoài tiệm là được. Giờ thì cô đã biết tôi là ai, tại sao cô không tố giác tôi? À, hay đừng nói cô đã để ý. Xin thương rồi. Tôi rồi ha. Anh mơ hả? Là tại vì tôi và anh có cùng một tuổi thơ cay đắng, cho nên tôi không nỡ thôi. Vậy ra cô cũng muốn có nói với tôi sao? Tao muốn mày phải trả thù cho tao. Nhờ lại. Ủa, đại ca. Tới rồi hả? Tới rồi đại ca. Kêu thêm mấy đứa xuống đây, còn chuyện ăn ở tao lo. Dạ, được rồi đại ca. Nhớ kín miệng. Được rồi đại ca, cứ để em lo. Dạ đại ca. Cuối cùng thời khắc này cũng đến. Tao ẩn nhẫn chờ đợi lâu lắm rồi.